Đại Đức Thích Viên Pháp sẽ có vài lời phát biểu về cái cuộc biểu tình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào đồng bào. Chúng ta cần lý do mà tôi có mặt bởi vì có một cơ số cơ quan truyền thông Việt ngữ muốn thâu cái hình ảnh này để mà phát lên cho đồng bào chúng ta đang coi ở đây, cũng như để cho các một số Facebook sẽ đưa về Việt Nam. Thì tôi muốn nói như thế này là tại sao chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta có mặt ở đây là bởi vì Việt Cộng đang xuất hiện để mà trình bày cái văn hóa của Việt Cộng. Thì quý vị biết rằng là đó, cái văn hóa của đất nước chúng ta từ đời ông bà ngày xưa đến giờ là chuyên môn là ăn hiền ở lành. Tôi chưa nói đến tôn giáo là Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay Tin Lành. Cái căn bản như vậy là ăn hiền ở lành mà người Việt Cộng còn không làm được, bằng cách là đã đàn áp những người ở trong nước vì bảo vệ môi trường, mà rồi để cho cả hàng tấn cá chết như vậy. Rồi cái văn hóa của chúng ta đâu có phải là sống vì hạnh phúc cho chính mình và sống hạnh phúc cho người khác, mà đây chính trị bộ gọi là tham nhũng cả $100 triệu để mà không dám lên tiếng về vụ Formosa Việt Nam như vậy. Thì cái văn hóa như vậy là văn hóa gì? Nó còn rồi từ văn hóa như thế nào mà đến đối với người dân Việt Nam bây giờ toàn là nói dối. Những cái văn hóa như vậy mà chúng ta cần có mặt ở đây là để cho người Mỹ biết và cho đồng bào Việt Nam hải ngoại cũng như trong nước biết rằng là cái sự tồi tệ về văn hóa của Cộng sản 41 năm đã quá đủ rồi. Cho nên chúng ta mới có mặt hôm nay để mà đòi sự thật, mà tạo cho thế hệ tương lai một cái văn hóa tốt đẹp đúng như của ông bà, chưa nói đến là các Phật giáo và Thiên Chúa giáo như thế nào. Thì đó là lý do chúng ta có mặt đây. Ladies and gentlemen, we are Vietnamese American here. Why we are here? We are here because we want to show the true colors of the Vietnamese Communist delegation inside there. The culture of Vietnam is a culture just like American culture. I was an American officer, pilot here 30 years ago. I'm here with my people to tell the world that they show the wrong colors there. Our culture respect people. They kill tons of fish in Vietnam. And the Vietnamese Communist Politburo never care about the people who died. 90 million people died in Vietnam. And they still lie to the people inside there, to the world. That's why we are here to tell them the truth about what happened in Vietnam. That's why we are here and we want to tell you the truth about Vietnam. That's the reason we are here. Thank you. Cảm ơn Đại Đức Thích Viên Pháp. Rất là cảm ơn lời phát biểu của Đại Đức Thích Viên Pháp. Xin cảm ơn. No, no, no with communist. No. Ai phá hoại môi sinh Việt Nam? Việt Nam, Âu Công. Ai phá hoại môi trường Việt Nam? VC. Ai phá hoại môi trường Việt Nam? VC. Bà Trần Thanh Hiền có vào trong để bà Hiền sẽ báo cáo cái tình hình ở trong. Chúng ta vẫn tiếp tục ở ngoài đại hội, nó có nhiều cái tác dụng. Chúng ta có cái quyền biểu tình là quyền của chúng ta, dù nó là cảnh sát hay security gì cũng mặc kệ nó. Chúng ta làm theo đúng cái luật quy luật mà cho phép một người dân công dân Mỹ được quyền biểu tình, nói lên tiếng nói của mình. Bây giờ chúng tôi nhường lời cho bà Trần Thanh Đèn để tường thuật cái ở bên trong nó như thế nào. Mời bà. Cảm ơn Phan Kỳ Nhân. Tôi vừa trong đó ra sau nửa tiếng nghe đi quan sát thì tôi thấy đồng bào của mình ở trong đó cũng đông cỡ này chứ không có ít đâu. Nhưng mà họ ngồi vào trong những ghế, và chính tôi là cái người cầm cái lá cờ này, tôi đi vòng vòng cả cờ này lẫn cờ ở Mỹ của anh gì mà bị thương phê binh đó. Ông Vân, ông đưa cho tôi và tôi cứ cầm cái này tôi đi vòng trước vòng sau không làm gì tôi được hết. Rồi tôi với lại anh chủ tịch của bây giờ là của liên hội anh Hùng đó. Hai người đều nói VC go home. Ngay cái bàn của Việt Cộng mà nó không dám đứng ở đằng sau. Nó không dám đứng đằng sau, nó ra một chỗ khác nó đứng. Và tôi cứ đi vòng quanh và rất là nhiều anh em ở trong đó và nói chuyện cả với security. Security nó thấy tụi này nói thì nó ra nó khuyên là thôi đừng có nói to thôi chứ nó không có làm gì hết trơn á. Và nó đứng ở hai cái bàn để mà nó không cho mình đứng sát vào ở trong cái, tại vì có một người muốn đứng vào cái ngay ở trong cái bàn của nó thì nó không cho cái thôi. Và có hai thằng rất là trẻ, nó là sinh viên, nó đứng ở đó thì nó mặt nó ngó ông ghê lắm, nói thẳng là như vậy. Và
thật sự ra chúng ta vào trong đó cũng không sao hết. Mà nếu chúng ta mang được cái cờ Việt Nam Cộng Hòa và đeo như thế này là nên vào. Tôi nói thật, còn ở ngoài này không biết gì hết, ở trong nó không biết tí gì ở ngoài này hết. Thành ra tôi nghĩ là chúng ta nên đi một vòng thay nhau mang cái cờ. Con đấy tôi cầm hai cái cờ cao như thế này, tôi đi vòng nó không làm gì tôi hết. Đó, nó rõ ràng là như vậy. Thành ra bây giờ người nào muốn vào cứ việc vào, không sao hết ạ. Dạ, đó là những gì tôi đã nhận thấy. Vâng. Cảm ơn bà Trần Thanh Hiền.